Xin chào anh em, nếu như anh em đang muốn tìm một mảnh đất đông đặc sầu riêng, đất đẹp, mặt tiền đường bê tông và đặc biệt là phía dưới là có ôm mặt hồ thủy điện thì hãy xem hết cái video này nha. Hãy xem hết video này để chúng ta biết tường tận cái lô đất này gồm những cái gì ở trên lô đất này nha cả nhà. Như cả nhà có thể thấy là cái lô đất này khá là bằng, đúng không? Mọi người có thể hình dung này, mọi người có thể nhìn này, nó rất là bằng luôn cả nhà, nó rất là bằng luôn nhé. Đó, và cái đây phần trên này thì nó hơi nghiêng nhẹ nha cả nhà, hơi nghiêng nhẹ. Nói chung là đất rất là đẹp, đất rất là đẹp. Và cây trồng ở trên đất đây cả nhà, cây trồng trên đất đây. Bà chủ đã trồng được 900 cây sầu riêng như thế này. Sầu riêng 53 rồi cả nhà, sầu riêng 53. Tất cả đã có hệ thống tưới bếp tự động hết rồi cả nhà. Đấy, mọi người có thể thấy này. Đấy, sầu riêng nha. Trồng đông đặc sầu riêng luôn. Rất là đẹp cả nhà. Mảnh đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả anh em trong ngày hôm nay thuộc xã Bình Thắng, huyện Bùi Sa Mập của tỉnh Bình Phước nha. Với tổng diện tích là 7 hectare. Trong bìa hiện tại nó là 5 hectare nha cả nhà. Trong bìa hiện tại là 5 hectare. Cái phần ở phía giáp bờ đập ấy, cái phần ở phía giáp bờ hồ thì không vào sổ nha cả nhà. Không vào sổ. Tại vì cái phần đấy là chừa chừa ra cái hành lang. Đấy, chừa ra hành lang của bờ đập. Nhưng mà ở đấy thì mình vẫn sử dụng thoải mái cả nhà. Ở đấy thì mình trồng cây cối sử dụng thoải mái luôn. Đó, không vấn đề gì nha. Đây, đây là những cái cây sầu riêng nha cả nhà. Nhà có thể thấy nha, sầu riêng khá là đẹp nha cả nhà. Sầu riêng Bình Phước thì mọi người có thể thấy rồi, mọi người có thể biết được. Tại vì nó không có gió nha cả nhà. Nó rất là ít gió cho nên là những cái vườn sầu riêng mà không gặp gió thì thật sự nó rất là đẹp, nó rất là đẹp. Cảnh tược sum suê và cái tán của nó rất là tròn nha cả nhà. Cái tán của nó rất là tròn luôn, rất là đẹp cả nhà. Đó. Cả nhà có thể hình dung là cái cây trồng này. Đấy, giờ đây thì em quay là đa góc nhìn luôn, có nghĩa là mình quay chỗ này, quay chỗ kia, quay xoay hết, nhưng mà thật sự mọi người có thể đánh giá cái cây trồng đấy, mọi người có thể đánh giá cái cây trồng nha. Đó, cây trồng nhìn đẹp không cả nhà, nhìn đẹp không? Nếu đẹp thì mọi người hãy cho mình biết ở bên dưới cái phần bình luận nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Đấy, thì ở đây đây nó đất mình đi từ vừa nãy đến bây giờ đấy thì đất nó vẫn cứ bằng 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 bằng, rất là đẹp đấy nha. Đó, phía dưới đây chính là cái bờ bờ đập nha, bờ đập thủy điện Thác Mơ như cả nhà. Đấy, thủy điện Thác Mơ đó, mọi người có thể thấy này, ôm 400 mét mặt hồ thủy điện như này. Đấy, ôm 400 mét. Còn đây là cái dàn năng lượng, dàn máy năng lượng ở phía cuối hồ nha. Còn đây là cái căn nhà cấp 4 của chúng ta cả nhà. Đó, cái đường viền màu đỏ chính là cái đường ranh đất của chúng ta nha cả nhà. Đấy, cái đường ranh đất của chúng ta nha. Nó phía trên cùng là có một cái hồ bạt cũng khá là rộng và có một cái mặt đường bê tông khá dài cả nhà. Đó, mình sẽ bay tà từ phía dưới bờ đập lên trên cùng phía trên nha cả nhà. Phía cuối bờ đập ấy thì có một cái mái năng lượng, cái nhà năng lượng nha. Đó, ở đấy thì điện mình có thể tưới cho khắp cái vườn này luôn, thoải mái cả nhà. Đấy, trên đất thì có hai căn nhà cấp 4 nha. Hai căn nhà cấp 4 khá rộng rãi. Đó, cái hồ bạt phía trên cùng đây. Và cây trồng đây cả nhà, cây trồng đây. Nói chung là cây trồng rất là đẹp luôn, ngay hàng thẳng lối và cực kỳ đẹp cả nhà. Đó, mặt tiền đường bê tông là 250 mét mặt tiền đường bê tông cả nhà. Đó, hai căn nhà cấp 4 nha. Đó, hai căn nhà cấp 4 này. Đó, cái mảnh vườn này thì nói chung là cây cây nó đều đều cũng khá là nhiều, có một số cây là dặm nha cả nhà, một số cây dặm cho nên là hơi bé hơn một xíu nha,
đó, cái khoảng đất phía dưới đây, khoảng đất phía dưới giáp hồ là chưa có bìa nhá cả nhà, chưa bìa. Mà thường thường những cái mảnh đất như thế này ấy, thì cái phần phía dưới, cái phần phía dưới sẽ là cái phần hành lang bờ hồ, cho nên là không vào sổ nha cả nhà. Đấy, không vào sổ. Đó, phía dưới thì mọi người có thể nhìn thấy cái mái năng lượng nha. Mái năng lượng này thì tưới vi vu luôn, thắp sáng rồi xem tivi, tủ lạnh rồi mọi thứ luôn, tất cả mọi thiết bị có thể tưới được ba pha luôn cả nhà. Đấy, cho nên là điện rất là mạnh, điện rất là mạnh luôn nhá. Sầu riêng của mảnh đất này đa phần là sầu Thái nha cả nhà. Với 950 cây sầu riêng năm thứ ba thì có 200 cây là sầu Mosuking, còn lại toàn bộ là sầu Thái nha cả nhà. Tất cả đã có bếp tưới tự động hết rồi. Mảnh đất thì có hai căn nhà xây cấp 4 kiên cố. Đất thì ôm 400 m mặt hồ thủy lợi và 250 m mặt tiền đường bê tông nha. Từ vị trí đất của chúng ta mà ra đến khu dân cư buôn bán thì nó nằm tầm 2 cây số, ra đến trung tâm xã thì nó nằm tầm 5 km, ra đến quốc lộ 14 thì nằm tầm 40 km nha cô chị. Nói chung là đường xá thì rất là thuận tiện, di chuyển hoàn toàn bằng đường bê tông và đường nhựa nha cả nhà. Và đây cũng là toàn bộ thông tin chi tiết của mảnh đất này. Nếu như cô chú anh chị mình còn bất cứ thắc mắc gì từ mảnh đất này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại em để ở trên phần tiêu đề video, cũng như là kết bạn Zalo với em theo số này để em gửi hình sổ sách cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Và để cập nhật tất cả những video mới nhất của kênh thì mọi người có thể bấm nút chuông bên cạnh nút đăng ký, để khi em ra những cái video mới nhất thì mọi người sẽ được nhận những video đó đầu tiên. Và nếu như mọi người thấy những cái thông tin này hay, hữu ích thì có thể cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.